Thưa quý vị, có thể nói rằng là đã hơn 2 tháng kể từ cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi, và cũng đã có những người họ cảm thấy nói vui với nhau thôi rằng là chúng ta đã có một cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán hình như là đã hơn 3 tháng rồi, cũng gần bằng một cái kỳ nghỉ hè rồi. Và cho tới thời điểm này thì nhiều địa phương cũng đã cho học sinh quay trở lại trường học sau cái kỳ nghỉ dài như vậy. Và nhiều trường học cũng đã có phương án tiếp tục học kỳ 2 của năm học 2019-2020 vốn đã bị ngắt quãng quá là lâu. Và tất nhiên rằng hai mục tiêu sẽ đều phải được đảm bảo, đó chính là hiệu quả của chương trình học và đảm bảo an toàn cho học sinh trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Ngày 20 tháng 4, Thái Bình và Cà Mau là hai tỉnh đầu tiên quyết định đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Ngày 21 tháng 4, Thanh Hóa là tỉnh thứ 3 tiếp tục cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại. Nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ thấp cũng đã lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2020. Để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, các trường đã dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Quan điểm của Bộ Giáo dục Tạo là trường học phải an toàn thì mới đón học sinh quay trở lại trường học. Và các học sinh đã đến trường thì phải an toàn. Vì vậy, việc mà các địa phương có thể tổ chức đón học sinh đi học trở lại, nhất là trong điều kiện mà Thủ tướng Chính phủ đã phân loại các địa phương theo các mức độ của dịch, mức độ cao, mức độ nguy cơ và mức độ nguy cơ thấp. Thì với những tỉnh mà có nguy cơ cao và nguy cơ thì Bộ Giáo dục Tạo cũng khuyến nghị với các địa phương là chưa nên cho học sinh đi học trở lại. Và với những địa phương mà mức độ dịch là nguy cơ thấp thì có thể là cho học sinh đi học trở lại, nhưng mà phải đảm bảo các điều kiện để an toàn. Tại Vĩnh Long cũng chỉ đạo cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 27 tháng 4 tới. Các cấp bậc học còn lại tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3 tháng 5, cũng dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào tháng 5. Hà Nội cho biết nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì có thể chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại từ nửa đầu tháng 5. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn về đi học an toàn, trường lớp an toàn. Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế bổ sung hướng dẫn các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học, chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn, hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến. Và với những ngày đầu tiên của học sinh đến trường thì rất là nhiều địa phương cũng ghi nhận không khí hào hứng khi học sinh đi học trở lại sau nhiều ngày chúng ta phải nghỉ. Và rất là nhiều học sinh đã cảm thấy vui mừng khi được gặp lại bạn bè, thầy cô, có thể trải qua những giờ học thú vị cùng với mọi người. Và phía trường học thì đã chuẩn bị xà phòng rửa tay, khăn lau tay và phun chloramin B diệt khuẩn các phòng học trước khi đón các học sinh quay trở lại trường. Và trong quá trình học thì mỗi học sinh đều được đảm bảo khoảng cách là 2 mét, đặc biệt là mỗi lớp thì được chia nhỏ sĩ số. Hào hứng khi được gặp lại bạn bè trong ngày đầu tiên là thế. Tuy nhiên, nhiều giáo viên và phụ huynh cũng lo lắng rằng với việc là nghỉ học dài ngày thì dễ tạo ra sức ì cũng như là tâm lý uể oải cho các em học sinh, dẫn đến việc quay lại trường học bớt đi sự tập trung trong công tác học của các em. Dạ vâng, và cũng có một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng là khi mà quá trình nghỉ học quá dài sẽ khiến cho các lực học của học sinh bị tụt lại dần, nhất là với các em mà có tính hiếu động, không tập trung, hay đặc biệt hơn nữa là sẽ xảy ra những cái sự xáo trộn trong cái độ tuổi là ở bậc tiểu học hoặc là ở bậc mầm non chẳng hạn. Và với những em có sức học yếu thì không có sự kèm cặp tận tình tỉ mỉ của giáo viên sẽ dễ dẫn tới việc các em bị tụt lại phía sau so với các bạn ở trong lớp của mình. Nhiều giáo viên cho rằng là để tạo nên sự hứng khởi cho các con đi học trở lại thì các em học sinh vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, mỗi thầy cô giáo thì phải chuẩn bị sẵn sàng các phương pháp sư phạm để khi các em học sinh quay trở lại trường, cả cô và trò đều có sự chủ động trong việc truyền tải và tiếp nhận kiến thức. Lượng kiến thức trong những ngày đầu tiên trở lại trường nên dừng ở mức độ nhẹ nhàng, bài tập thì không nên quá khó mà chỉ nên dừng ở mức độ cơ bản để các em gợi nhớ kiến thức và tạo ra tâm lý hứng thú với học tập nhiều hơn. Và thưa quý vị, dù cả thầy cô cũng như học trò sẽ buộc phải chuyển đổi nhanh và linh hoạt hơn trong việc dạy cũng như là việc học,
nhưng không có nghĩa là sẽ cắt bớt chương trình hay bắt các em học sinh phải học đuổi hay là học chạy chương trình, bởi vì đó là một cái điều không nên, cũng như chắc chắn rằng sẽ không mang lại hiệu quả, bởi khả năng tiếp thu kiến thức trong việc học đuổi và học nhanh chắc chắn rằng sẽ gây áp lực đến tâm lý của các em, khiến cho các em mất dần sự hứng thú quay trở lại với việc học. Có thể nói vai trò của giáo viên trong thời điểm này là vô cùng quan trọng khi mà học sinh quay trở lại trường. Với mỗi tiết học đầu tiên thì giáo viên cũng nên có sự trao đổi về tâm tư nguyện vọng của các trẻ trong ngày đầu đến trường. Tiết học đầu tiên rất quan trọng, nhà trường và thầy cô phải tạo được sự vui vẻ, truyền cảm hứng, học tập cho học sinh, chứ không phải áp đặt bắt học sinh phải học một lượng kiến thức lớn trong những tiết học đầu tiên. Sau đó, khi trẻ đã bắt đầu quen với việc đến trường đều đặn hơn, giáo viên bắt đầu lên kế hoạch cho một lượng kiến thức nhất định sẽ được truyền tải và truyền đạt cho trẻ, để trẻ thấy rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chứ không phải là sự lo lắng áp lực điểm số và bài vở sau mỗi giờ học. Thưa quý vị, còn về phía gia đình thì mặc dù là trong những ngày này vẫn còn được nghỉ học thì chúng ta cũng nên là tạo thói quen cho trẻ như là đi học. Bình thường thì nên tạo thói quen là buổi sáng sẽ kêu trẻ thức dậy sớm để có thể làm bài tập hay là có thể chuẩn bị cho những cái tiết học online của mình. Trưa thì có thể nghỉ trưa một tí và chiều vẫn có thể quay lại để có thể làm bài tập tiếp tục. Tại vì trong những ngày thường như vậy, khi mà trẻ nghỉ quá nhiều sẽ dẫn đến cái tâm trạng là bị chai lì ra, chỉ nằm ở trên giường mà thôi hoặc có thể chơi điện tử suốt cả ngày không làm gì cả. Chỉ khi nào đến giờ học online thì mới bắt đầu ngồi vào bàn và chỉ học trong vòng từ 1 cho đến 2 tiếng, sau đó lại bắt đầu chơi online cũng như là chơi game bình thường. Thì khi mà trẻ bắt đầu quay trở lại với trường học phải thức dậy sớm rất là khó để có thể kêu trẻ dậy mỗi sáng như thế này, hoặc là sẽ dẫn đến cái tâm lý là khi mà ngày đầu quay lại trường sẽ không chịu làm bài tập khi về nhà, hoặc là sẽ bị ỷ lại chủ quan nhiều hơn là thì mấy ngày bình thường mình cũng đã nghỉ rồi nên là khi quay trở lại trường học thì từ từ rồi mình sẽ quen, chứ không có cái trạng thái rằng là bây giờ sẽ phải học để cho kết thúc năm học. Tất nhiên rằng là cái câu chuyện này nó cũng tùy vào ý thức của mỗi trẻ là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là sự động viên từ phía gia đình, cũng như là bố mẹ phải thường xuyên làm công tác tâm lý để chuẩn bị cho con bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại với cái guồng quay học tập ở nhà trường với thầy cô và với bè bạn. Và cái câu chuyện ở đây chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng cho trẻ, với những trẻ bây giờ đã bắt đầu quay trở lại trường học thì hãy tiếp cho trẻ năng lượng bằng cách cho trẻ những bữa sáng mà trẻ ưa thích với đầy đủ cái nguồn dinh dưỡng, để mà và cùng trao đổi với trẻ những cái câu chuyện vui vẻ để bắt đầu một ngày mới, để trẻ có cái nguồn năng lượng để đến lớp, đến trường. Và với những trẻ mà ở những tỉnh thành hiện nay vẫn đang có những cái biện pháp là giãn cách xã hội và chưa quay trở lại trường, thì ngay từ bây giờ có lẽ rằng các bậc phụ huynh của chúng ta cũng đã phải làm cái công tác tâm lý cho trẻ với cái việc rằng là phải buộc phải quay trở lại với những cái hoạt động thường ngày, rằng là phải cho trẻ dậy sớm giống như bình thường. Nếu như trẻ phải quay trở lại trường học thì trẻ cũng phải dậy sớm, đúng không ạ? Dậy sớm, tập thể dục nhẹ, một bài động tác nhẹ, có thể rằng là nếu được thì bố mẹ sẽ cùng tập với con cái thì sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Rồi sau đó cả nhà lại cùng nhau để chuẩn bị bữa ăn sáng với những món ăn mà trẻ ưa thích, và rồi lại tiếp tục những cái giờ học online tại nhà hoặc là đưa trẻ đến trường nếu như mà chúng ta quay trở lại với cái thời gian mà trẻ đến lớp, đến trường ạ. Dạ vâng, và bố mẹ thì chắc hẳn là không lúc nào mà cũng bên cạnh con hoài được, nên là chúng ta cũng phải tập cho trẻ sống có trách nhiệm và đặc biệt là độc lập với lứa tuổi ở trẻ. Trong khoảng thời gian nghỉ dịch thì ban đầu phụ huynh có thể chủ động nhắc nhở và giao bài tập cho con để con làm và kiểm tra tiến độ học tập của con. Nhưng mà dần dần chúng ta hãy theo dõi là con có chủ động làm những việc mà mình giao hay không. Nếu không thì chúng ta phải uốn nắn dần và chỉnh sửa cho con. Điều này sẽ khiến con chủ động và độc lập hơn trong việc học tập trong những ngày đầu tiên tới trường. Và chắc hẳn rằng là khi mà trẻ bắt đầu đi học trở lại cũng như là sẽ có những ngày đầu tiên khi mà trẻ quay trở lại trường sẽ gây tâm lý cho cha mẹ rất là khó khăn khi mà trẻ không muốn cũng như là không chịu học bài. Nhưng mà cha mẹ cũng đừng nên quát tháo hay là la mắng trẻ. Việc đôn đốc học bài và ôn tập kiến thức trong những ngày sát với thời điểm đi học trở lại là hết sức quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá gay gắt. Sự quan tâm của gia đình không hẳn là để các em phải hoàn thành hết những bài tập được giao, vì như thế thì sẽ thường dẫn tới tâm lý là làm bài tập theo kiểu đối phó. Ở không ít trường hợp các em học sinh, mức độ quan tâm chỉ nên dừng lại ở việc các em hiểu và ý thức được kỳ nghỉ sắp kết thúc, giúp các em sẽ sẵn sàng tâm thế chuẩn bị quay trở lại trường lớp. Và trước thời gian con quay trở lại trường sau một cái kỳ nghỉ dài như thế này thì phụ huynh thường dành nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự cùng con. Phụ huynh nên nói với các con về những niềm vui khi mà chúng ta trở lại với trường lớp, những kỷ niệm về thầy cô và bè bạn, những câu chuyện giản dị gần gũi để tạo cho các con cảm giác nhớ trường, nhớ bạn, cũng như là khơi gợi được cảm giác mong muốn tới trường của các con.
Không những vậy thì sau những buổi học đầu tiên, phụ huynh nên tìm hiểu quá trình học tập của con em mình ở trường như thế nào thông qua các giáo viên chủ nhiệm. Từ đó thì nắm bắt được tâm lý của các con em để đưa ra những phương án phù hợp hơn. Việc kết hợp giữa gia đình với nhà trường chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao hơn để các con hào hứng tới trường sau những kỳ nghỉ dài. Và ngoài ra thì ở thời điểm này thì sẽ có những cuộc họp phụ huynh, có thể là một cuộc họp phụ huynh trực tuyến trong cái thời kỳ dịch bệnh. Nhưng đây là một cái cuộc họp mà các phụ huynh của chúng ta có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của lớp về tình hình học tập sẽ như thế nào, với những diễn biến như thế nào. Và phụ huynh cần phải hỗ trợ cho con em của mình như thế nào để theo kịp tiến độ của các giáo án mà các thầy cô đưa ra. Và bên cạnh đó thì các phụ huynh cũng có thể trao đổi với nhau về những cách thức làm sao để, bởi vì không phải phụ huynh nào cũng biết cách để điều hòa tất cả những cái hoạt động của trẻ ở nhà đâu. Mà đôi khi chúng ta phải nhìn ra ở xung quanh và chúng ta học hỏi những phụ huynh khác ạ. Dạ vâng, và mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường, phụ huynh và giáo viên cùng với những phụ huynh khác thì cũng sẽ có rất là nhiều ý kiến sáng tạo cho trường, cho lớp nhằm giúp các em hào hứng khi mà quay trở lại trường học. Bố mẹ cũng nên chủ động trao đổi với giáo viên về những thói quen của con mình trong thời kỳ nghỉ dài để có những thói quen xấu và thói quen tốt để thầy cô đều biết. Và chúng ta không nên bao che những hành vi đáng chê trách của con. Tuy nhiên cũng nên khéo léo khi chia sẻ để con không bị cảm thấy tổn thương, mà xem đây là một phương pháp để giáo viên và nhà trường cùng giúp trẻ tốt hơn. Ngoài ra, các phụ huynh cũng nên trao đổi thêm để giúp các trẻ có mối quan hệ hòa đồng, giúp phát huy những đức tính tốt của các nhóm trẻ để giúp trẻ vui chơi và học tập. Các trẻ được giao lưu cùng với nhau sẽ tạo nên một sân chơi bình đẳng trong việc học, giúp trẻ có thêm nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới. Và chắc hẳn một điều vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian này khi mà trẻ quay trở lại với trường lớp đó chính là chúng ta phải phòng ngừa được dịch Covid-19. Có thể rằng là số ca nhiễm bệnh đã không còn nữa, nhưng mà hiện nay chúng ta cũng không được chủ quan cũng như là lơ là trong công tác phòng dịch bệnh. Khi mà trẻ đến trường thì cũng nên tạo khoảng cách giữa các bạn khi mà ngồi học cùng với nhau. Và nhất là nên khuyến khích trẻ đeo khẩu trang cũng như là sẽ có ở trong cái cặp táp của mình là sẽ có những cái chai nước rửa tay, hoặc là ngay tại là khu vực trường cũng như là lớp học thì ngay cả là các giáo viên cũng sẽ nên cho những cái chai nước rửa tay ở trên bàn hoặc là ngay trước cửa của lớp để có thể giúp trẻ thường xuyên nhớ cái giai đoạn là chúng ta phải rửa tay trước khi mà vào trường cũng như là sau khi trở về. Và rõ ràng là phụ huynh và giáo viên nên trang bị cho con thêm rất là nhiều những cái kiến thức để hiểu biết về dịch bệnh, nhắc nhở con giữ gìn vệ sinh cá nhân ở nhà trường cũng như là và gia đình. Bên cạnh đó thì nhà trường vẫn giữ khoảng cách là 1,5m cho học sinh và chia nhỏ các lớp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh để có thể phòng chống được dịch bệnh Covid-19.